gì là một hệ sinh thái được xây dựng dựa trên tầm nhìn phát triển bền vững, minh bạch, chịu trách nhiệm tuyệt đối cho mọi sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng. Chi nhánh Bông là một chi nhánh chủ lực trong hệ sinh thái TNG, được rất nhiều đối tác toàn cầu tin cậy. Chúng tôi tự hào gửi chọn tâm huyết vào mỗi cam kết mà chúng tôi tham gia. Tại chi nhánh Bông, chúng tôi hiểu sự chỉn chu và tiên tiến chúng tôi cung cấp sẽ giúp đối tác đạt được thành công vững bền. Nghiên cứu đầu tư về công nghệ, chúng tôi còn theo đuổi không ngừng những giá trị xã hội, môi trường. Bắt nguồn từ nguồn nguyên liệu xanh tái chế, chúng tôi định hướng trở thành nhà máy xanh đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bông tại Việt Nam. Đó là con đường phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi. Bởi chúng tôi hiểu, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ tương lai.